Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần. Thưa quý vị, nếu như trong chuyên đề tuần trước chúng tôi đã phản ánh chuyện Mỹ áp thuế cao ngất ngưởng lên thép nhôm, thì tiếp tục với những chính sách phòng vệ thương mại mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tăng mức thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam, và mức thuế này được cho là cao nhất từ trước đến nay. Đây là điều chưa từng xảy ra với cá tra Việt Nam. Để tìm hiểu cụ thể việc áp thuế phi lý này của Mỹ, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên VTV trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần này. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt kiểm tra hành chính lần thứ 13, mới đây Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định áp mức thuế cao kỷ lục lên con cá tra Việt Nam. Phía Việt Nam cho rằng đây là động thái không công bằng và đi ngược lại với một số quy định của thông lệ quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để biết thêm chi tiết. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa ra quyết định cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13, viết tắt là BOR-13, thuế chống bán phá giá cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2015 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, với mức thuế tăng cao nhất từ trước đến nay. Căn cứ kết luận này, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ba sao của Việt Nam sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 2,39 đô la Mỹ trên 1 kg đến 7,74 đô la Mỹ trên 1 kg cho giai đoạn rà soát nói trên. Theo các đơn vị xuất khẩu cá tra, mức thuế quyết định cuối cùng của Mỹ vừa công bố cao gấp 1,6 lần so với mức thuế mà Mỹ đã đưa ra trong quyết định sơ bộ BOR-13 hồi tháng 9 năm 2017 và cao gấp 4,9 lần so với mức thuế suất riêng lẻ trong kỳ xem xét hành chính lần thứ 12 BOR-12 trước đó. Nhưng là vấn đề trong cái đợt xem xét hành chính lần thứ 13 này, đặc biệt là đối với con cá tra, thì rõ ràng là có một cái cách tính mang tính áp đặt và hết sức là vô lý từ phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho con cá tra Việt Nam. Từ đầu năm 2018 tới bây giờ, về cái thị trường xuất khẩu của Việt Nam và đặc biệt là xuất khẩu vào Mỹ, với cái mức thuế mà gọi là cao chưa từng có và cao ngất ngưỡng như nhiều người nói, là áp thuế lên mỗi 1 kg cá tra là tới 3,78 đô, thì đây là một cái điều phải nói là rất là bất hợp lý. Bởi vì chúng ta không phải bị kiện một lần, kiện nhiều lần rồi, nhưng mà trong sau những lần đó thì chúng ta cũng đã nâng cấp lên rất nhiều. Không có lý do gì mà tự nhiên đột ngột mà là Mỹ áp một cái mức thuế có tính chất là muốn triệt tiêu và loại trừ mình ra khỏi cái thị trường của họ. Các chuyên gia đầu ngành phân tích rằng giá xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam sang Mỹ hiện đang dao động trong khoảng 4 đến 5 đô la Mỹ một ký, trong đó chi phí giá thành gồm cả đóng gói khoảng 3 đô la Mỹ một ký, cộng thêm gần 1 đô la Mỹ chi phí vận chuyển, bảo quản. Do đó, nếu gánh chịu mức thuế gần 3,9 đô la Mỹ trên 1 ký thì các công ty của Việt Nam phải bán với giá rất cao, từ 7,8 đến 8 đô la Mỹ 1 ký mới có lợi nhuận. Nhưng nếu bán với giá này thì người Mỹ sẽ không mua, bởi giá các loại cá nội địa của Mỹ chỉ hơn 4 đô la Mỹ 1 ký. Vì thế, đại diện Hiệp hội cá tra Việt Nam cho rằng mức thuế áp như phía Mỹ là phi lý và làm khó cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Tâm lý vấn đề thứ hai nữa, người ta không hiểu sao mà thị trường Mỹ trở nên rất là khó chịu đối với cái việc khi mà áp đặt thuế như vậy, và liệu như vậy thì nó thể hiện một cái động thái lâu dài của Mỹ như thế nào đối với cái con cá tra. Đó là những vấn đề về tâm lý. Đại diện Hiệp hội Sản xuất và Chế biến Thủy sản cũng cho biết, với đợt kiểm tra hành chính lần thứ 13, gọi tắt là BOR-13 này, phía Mỹ đã thể hiện sự phi lý khi đơn phương áp dụng mức thuế với cá tra Việt Nam nhằm bảo vệ ngành cá da trơn của nước này, mặc dù thực tế cá tra Việt Nam xuất khẩu không bán phá giá khi vào thị trường Mỹ. Vấn đề này thì rõ ràng là nó là một cái sự phản ảnh của cái chính sách bảo hộ mà hiện nay thì có thể nói Hoa Kỳ cũng đang có những cái muốn là tạo ra những cái hoạt động về vấn đề là để mà trên cơ sở đó họ tăng cường cái hoạt động bảo hộ. Ví dụ như không phải là gần đây không phải chỉ là đối với sản phẩm thủy sản của Việt Nam hay là của thế giới, tại vì vấn đề là nó vấn đề chung của thủy sản chứ không phải là họ đối xử với Việt Nam, hoặc là vấn đề là thép hay là nhôm hay cái gì đó chẳng hạn, thì tất cả những thứ đấy hiện nay đang là một vấn đề mà mình cũng phải quan tâm. Thì đương nhiên đứng trước những cái vấn đề như vậy thì chúng ta cũng không thể vội vàng là có thể nói rằng như vậy là do là vấn đề sản phẩm của thủy sản Việt Nam nó không có đạt chất lượng thế nọ thế kia cho nên là nó hoặc là vấn đề Việt Nam bán phá giá vào thị trường Mỹ cho nên là mới bị đối xử như thế. Nhiều chuyên gia cho biết thêm, dù chính sách bảo hộ từ phía Mỹ đã phần nào dự báo trước những động thái của Mỹ lên những ngành hàng ngoài thủy sản hay trong chính đợt kiểm tra hành chính của Mỹ trước đó, tuy nhiên
việc đi ngược lại các thông lệ quốc tế và quy định thông thường về chống bán phá giá thủy sản mà riêng với con cá tra như hiện tại là không công bằng cho Việt Nam. Thế rõ ràng nhất là có thể nói là Hoa Kỳ đang có những cái bước đi nó ngược hẳn với quan điểm của Hoa Kỳ trong 70 năm vừa qua. Và tôi đã khẳng định đấy là một cái bước đi tương đối đột ngột với hệ thống thương mại toàn cầu. Và ở đây thì cái sự xoay sở của hệ thống thương mại toàn cầu, một hệ thống đã tồn tại 70 năm, mà bây giờ để nói rằng hệ thống đó phải linh hoạt, ngay lập tức có thể xoay chuyển để mà ứng phó được với các biện pháp rất đột ngột ở trên thị trường Hoa Kỳ thì đó là điều gần như không thể. Thấy ra là cái hành xử của Hoa Kỳ không theo các cái quy trình và chuẩn mực của WTO. Vì rõ ràng ông Tổng thống mới Donald Trump lên thì coi WTO cũng chỉ là một cái thể chế mà đôi nhiều khi là vướng víu và coi như là không phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Và đưa ra những hành xử là tương đối là không có tiền lệ. Thì đấy là cái mà các quốc gia nên biết là như vậy. Chính bởi những công bố về mức thuế cao ngất ngưỡng sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ như vừa phân tích. Đại diện các doanh nghiệp ảnh hưởng và các đơn vị lãnh đạo thủy sản của Việt Nam nói chung và cá tra Việt Nam nói riêng quyết định sẽ thu thập hồ sơ và chứng cứ cùng những lập luận phù hợp với thông lệ quốc tế để kiện Mỹ trong thời gian sớm nhất nhằm giành lại quyền lợi chính đáng cho Việt Nam. Với những công bố áp thuế từ Mỹ lên cá tra Việt Nam như vừa phân tích, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường này đang khá lo ngại bởi mức thuế là quá cao. Cụ thể, các mức thuế đánh lên con cá tra Việt ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, với các đợt kiểm tra hành chính trước đây, phía Mỹ sẽ chọn ra ít nhất 2-3 doanh nghiệp để yêu cầu xuất trình hồ sơ để thông qua đó tính bình quân thuế cho các doanh nghiệp này và áp mức thuế đó cho các doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 3 vừa qua, trong đợt công bố cuối cùng kiểm tra hành chính lần thứ 13 này từ phía Bộ Thương mại Mỹ, yêu cầu chỉ chọn một doanh nghiệp của Việt Nam là Godaco để yêu cầu xuất trình hồ sơ. Theo đó, mức thuế được áp dụng cho công ty Godaco là 3,87 đô la Mỹ trên mỗi kg. Đây cũng là mức thuế áp dụng cho các doanh nghiệp còn lại. Năm nay thì họ chỉ chọn có một, cho nên là một ông kết quả như thế nào thì những ông còn lại sẽ được hướng đúng với kết quả kia. Thế thì trong cái BO13 này nó có mấy cái điểm mà cần phải quan tâm. Cái thứ nhất, tức là họ không xem xét hồ sơ của công ty đấy, tại vì họ nói rằng công ty đấy nộp hồ sơ nó không có đầy đủ, nó không có phù hợp hay gì đó chẳng hạn, thì trên cơ sở do đó họ không xem và họ bỏ qua một bên và họ áp dụng một cái mức thuế tính trên cơ sở là mức thuế qua các yếu tố bất lợi có sẵn. Hồ sơ họ gạt tính năm, thế là mất rồi, mà năm cái này nó không chấp nhận. Nhưng rõ ràng thực sự tôi chi phí nó như vậy đấy, nhưng mình làm sao tất cả 10 cái mình chứng minh cho nó là cả 10 đều đáp ứng được hết. Hiệp hội cá tra Việt Nam cũng cho biết, tính đến hết quý 1 năm 2018, có 14 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ với khối lượng 15.000 tấn, giá trị 57 triệu đô. Nhưng với những công bố áp thuế mới đây từ Mỹ, hiện tại Việt Nam chỉ còn 2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra xuất vào thị trường này là công ty cổ phần thủy sản Vĩnh Hoàng, nhờ được hưởng mức thuế xuất xuất khẩu vào Mỹ 0 đồng, và công ty cổ phần thủy sản Biển Đông là 0,19 đô la Mỹ trên mỗi kg, thì các doanh nghiệp khác phải chịu mức thuế rất cao như đã phân tích. Thì lần áp thuế này là nặng nề nhất, và nó sẽ gây ra cái khó khăn lớn đối với các nhà xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường của Mỹ. Đáng chú ý, mức thuế chống bán phá giá còn được Mỹ áp cao khủng khiếp đối với hai công ty xuất khẩu cá tra Việt Nam là Cado Vimes Hai Seafood và Hoàng Long Seafood, lên tới 7,74 đô la Mỹ trên mỗi kg. Đây là mức thuế cao nhất từ trước đến nay, chưa từng xảy ra trong việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá cho Việt Nam. Bởi mức thuế 7,74 đô la Mỹ trên mỗi kg cao 3,2 lần so với mức thuế mà Mỹ đưa ra trong quyết định sơ bộ BOR-13 trước đó và cao gấp 9,7 lần so với mức thuế lần thứ 12 trước đó mà cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải chịu. Theo đó, đại diện Vasep cho rằng hiện tại giá xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã là 4-5 đô la Mỹ trên mỗi kg. Vì thế, với quyết định cuối của BOR-13 lần này, đa phần các doanh nghiệp cá tra Việt Nam gần như sẽ hết đường xuất khẩu sang Mỹ. Vì với mức thuế này, nếu có xuất thì sẽ khiến doanh nghiệp ôm lỗ. Doanh nghiệp thì bây giờ là vấn đề là bây giờ với cái thuế suất này thì chắc chắn các doanh nghiệp cũng khó mà tiếp cận được thị trường. Thì trên cơ sở là bây giờ là áp thuế hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái thị trường thay thế. Vasep cho biết thêm, trước đó ngày 27 tháng 2, Việt Nam đã chính thức gửi yêu cầu tới Mỹ để đề nghị tham vấn trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với cá tra, ba sa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo quy định của WTO, Việt Nam có thể yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp,
nếu Hoa Kỳ không giải quyết trong vòng 60 ngày, Việt Nam kiến nghị phương pháp quy về không zeroing mà Hoa Kỳ sử dụng để tính biên độ phá giá cho doanh nghiệp Việt Nam đã vi phạm ở hai khía cạnh, về mặt pháp lý và về mặt áp dụng quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, ADA. Việt Nam cũng khiếu nại Mỹ vi phạm quy định của Hiệp định ADA do không thực hiện việc dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do có biên độ phá giá bằng không trong 3 lần liên tiếp. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà cần thiết phải được khiếu kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ để mà trên cơ sở đó yêu cầu DOC phải xem xét lại cái quyết định của mình một cách nó thỏa đáng hơn để mà có thể là phản ánh cho nó rõ và nó đúng cái thực chất của cái hoạt động xuất khẩu của mình. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cho rằng động thái lần này của Mỹ không chỉ gây khó cho các doanh nghiệp trực tiếp chịu ảnh hưởng khi bị áp thuế, mà còn ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu con cá tra nói riêng và thủy sản Việt Nam nói chung. Và nỗi lo lớn nhất là sự sụt giảm về sản lượng và giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường nhiều tiềm năng này. Về mặt tâm lý thì rất là lớn đối với cái việc xuất khẩu sang Mỹ. Như vậy thì với cái rào cản đó, gần như chỉ còn có hai doanh nghiệp này để xuất thôi, với các doanh nghiệp khác thì không có đáng kể. Đại diện Vasep cho biết với các động thái từ Mỹ như vừa phân tích, phía Việt Nam cũng đã và đang lên kế hoạch bằng cách thu thập chứng cứ, hồ sơ đi kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, nhờ xem xét có phương án xử lý cho phù hợp với quy định thương mại quốc tế trong thời gian sớm nhất. Ngày 4 tháng 4, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vasep cho biết, theo kế hoạch, Vasep sẽ nộp đơn kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ CIT. Kỳ vọng của Việt Nam với quyết định áp thuế của Mỹ là như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi buổi trao đổi của phóng viên VTV với ông Trương Đình Hòe xung quanh về vấn đề này. Xin chào ông. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thời gian gần đây thì có thể nói rằng cái mặt hàng thủy sản của Việt Nam thì gặp khá nhiều cái khó khăn về rào cản thương mại cũng như rào cản kỹ thuật, đặc biệt là vào cái thị trường Mỹ. Thì ông nói như thế nào về vấn đề này? Hiện nay thì có thể nói Hoa Kỳ cũng đang có những cái mong muốn là tạo ra những cái hoạt động về vấn đề là để mà trên cơ sở đó họ tăng cường cái hoạt động bảo hộ. Thưa ông, thì cái hướng xử lý của mình sắp tới là như thế nào ạ? Chúng tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà cần thiết phải được khiếu kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ để mà trên cơ sở đó yêu cầu DOC phải xem xét lại cái quyết định của mình một cách nó thỏa đáng hơn để mà có thể là phản ánh cho nó rõ và nó đúng cái thực chất của cái hoạt động xuất khẩu của mình. Để mà cái việc khởi kiện của mình có thể đạt một cái mức độ thành công nhất định nào đó thì theo ông thì hiệp hội cũng như các doanh nghiệp của mình cần sự hỗ trợ gì về của các cái cơ quan quản lý nhà nước không ạ? Rất mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ các cơ quan nhà nước thông qua cái việc là có những ý kiến thông qua các hoạt động ngoại giao, các hoạt động về vấn đề là các buổi làm việc để trên cơ sở đó yêu cầu phía cơ quan của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chẳng hạn sẽ có những cái tính toán và xem xét một cách hết sức là cụ thể lại các cái vấn đề để trên cơ sở đó có thể giúp cho cái công tác khiếu kiện của doanh nghiệp nó có được một kết quả tốt hơn. Liệu việc khởi kiện của mình thì có thể có cái kỳ vọng gì đó nó khả quan hơn không ạ? Thì chắc chắn chứ không hy vọng sao được. Vấn đề là mình sẽ mất cơ hội bởi vì sao? Thí dụ hiện nay, giả sử như vấn đề mình sẽ không phải đóng một cái thuế cao như vậy sau cái phán quyết của tòa thì trên cơ sở mình cũng đã mất cái cơ hội để mình được cái số tiền ký quỹ thấp để mình tiếp tục được xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay. Em thấy không? Và cái thí dụ mình nói giả sử nè. Giả sử như thực tế tính toán thì rõ ràng cái mức thuế của mình nó là 5 sen. Đáng lẽ tại thời điểm hiện nay thì con số 5 sen đó thứ nhất là mình sẽ thanh khoản cho những cái lô hàng mình đã xuất là coi như mình sẽ được rút tiền về. Đó. Thứ hai mình sẽ được lấy cái mức thuế này để trở thành mức thuế ký quỹ để mà có thể xuất khẩu tiếp thì coi như là nó thuận lợi. Trong khi đó bây giờ giả sử như cô phải chờ đến khoảng 2 năm nữa người ta mới ra cái kết quả hay là 1 năm nữa người ta mới ra cái kết quả phán quyết của tòa rằng mức thuế của ông này là 5 sen. Yêu cầu DOC phải tính lại thế và DOC cũng đồng ý tính lại nó ra là 5 sen. Thế thì lúc đó thì đương nhiên là mình cũng sẽ được nhận cái tiền thuế về nhưng mà rõ ràng mình mất hơn 5 rồi. Đó thì đó thì tất cả những thứ đấy nó đang là những cái mà mình phải rất khó khăn là như vậy. Như vậy thì còn các doanh nghiệp thì có còn phải chuẩn bị gì không? Doanh nghiệp thì bây giờ là vấn đề là bây giờ với cái thuế suất này thì chắc chắn các doanh nghiệp cũng khó mà tiếp cận được thị trường. Thì trên cơ sở là bây giờ là
làm sao để mình có thể tìm kiếm các cơ hội khác thông qua vấn đề ví dụ xuất khẩu các cái sản phẩm mà không bị áp thuế, hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái thị trường thay thế trong cái thời điểm hiện nay để mà có thể giải quyết các vấn đề về giả sử như là trước đây mình tập trung nhiều quá vào chỗ này thì mình cũng có thể mình điều chỉnh để làm sao đó để mà tìm kiếm mỗi cơ hội tiếp theo cho cái kỳ xem xét hành chính tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.